Xin chào tất cả các bạn, tôi là Trang Nguyễn và hôm nay chúng ta lại được đồng hành cùng nhau trên chuyên mục Làm Đẹp. Và hôm nay Trang sẽ gửi đến cho tất cả các bạn một câu trả lời về câu hỏi mà các bạn hay gửi về cho chúng tôi, đó chính là bệnh bún cổ có nên sử dụng collagen hay không? Và để giải quyết vấn đề này thì chúng ta sẽ tìm hiểu qua 3 phần chính mà Trang muốn đề cập đến cho tất cả các bạn. Thứ nhất, bệnh bún cổ có nên sử dụng collagen hay không? Thứ hai, nên chọn những collagen dạng nào là tốt nhất? Và thứ ba, thời gian bổ sung collagen như thế nào để đạt được hiệu quả như bạn mong muốn? Xin mời tất cả các bạn đồng hành ngay sau đây cùng Trang nhé! Các bạn thân mến, một chế độ dinh dưỡng hợp lý cho những người bị bún cổ hay gọi là bệnh cường giáp là một trong những vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm, vì chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ hỗ trợ trong việc điều trị bệnh cực kỳ hiệu quả. Thì bún cổ là một thuật ngữ để nói rằng tuyến giáp của chúng ta hoạt động bất thường hơn so với người bình thường. Và tất nhiên tuyến giáp của bạn sẽ to hơn so với người bình thường. Bạn sẽ thấy sưng to hơn. Và hiện nay có hai bệnh bún cổ thường gặp nhất, đó là bún cổ đơn thuần hay còn gọi là bún cổ lành tính. Và thứ hai đó chính là bún cổ suy giáp hay còn gọi là cường giáp. Và một điều các bạn nên lưu ý rằng là ở phụ nữ thì bệnh bún cổ gặp nhiều hơn so với nam giới, và phụ nữ thường mắc bệnh bún cổ gấp 5 lần so với nam giới. Và theo thống kê thì độ tuổi từ 36 đến 55 tuổi ở phụ nữ thì thường hay gặp vấn đề về bệnh cường giáp. Vậy là câu hỏi các bạn gửi về cho chúng tôi là bún cổ có nên sử dụng collagen hay uống collagen được hay không? Là câu hỏi của tất cả các chị em phụ nữ đang băn khoăn về vấn đề đó hơn là nam giới. Các bạn thân mến, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng collagen để làm đẹp, ngăn ngừa lão hóa khi các bạn đang bị bún cổ. Bởi vì collagen nó giữ một vai trò cực kỳ quan trọng bên trong cơ thể của chúng ta. Collagen nó chiếm khoảng 25-35% hàm lượng protein bên trong cơ thể của bạn, là một dạng protein dạng sợi có ở tất cả các mô liên kết. Nhiệm vụ chính là liên kết và hàn gắn tất cả các mô lại với nhau. Bạn thân mến, collagen nó chiếm tới 70% ở cấu trúc hạ bì của da, 20% ở sụn, 50% ở xương, 100% ở giác mạc. Cho nên là khi chúng ta bổ sung collagen vào cơ thể không những giúp cho bạn đẹp da mà còn bảo vệ sức khỏe bên trong cơ thể của các bạn một cách tốt nhất. Bên cạnh đi đến cơ quan đích là làn da để tái tạo phục hồi các collagen đã hư tổn, giúp cho bạn có làn da căng bóng, mịn màng, săn chắc, giúp cho bạn giữ được một làn da trắng hồng, mịn màng ngay từ bên trong, thì nó còn đi đến các cơ quan đích khác như là mạch máu, ngà răng, sụn, xương, giác mạc và các cơ quan bên trong cơ thể của mình. Cho nên là hãy bắt đầu bổ sung collagen khi bạn bước từ độ tuổi 25 trở về sau, và hãy lặp đi lặp lại liệu trình từ 3 đến 6 tháng một lần để giúp cho bạn duy trì một nét đẹp như mà bạn mong muốn. Vậy là các chị em đang bị bệnh bún cổ hay là gọi là bệnh cường giáp, muốn sử dụng collagen để làm đẹp thì hoàn toàn có thể sử dụng bạn nhé. Hãy yên tâm về vấn đề đó để chúng ta bổ sung collagen vào cơ thể của mình. Vậy nên chọn những dòng collagen như thế nào khi chúng ta đang bị bệnh cường giáp hay còn gọi là bún cổ đó? Tất nhiên những dòng collagen đã được kiểm tra qua lâm sàng về tính an toàn và hiệu quả, cũng như là những dòng collagen đạt chuẩn được các bệnh viện kê đơn cho các bệnh nhân, thì là những dòng collagen tốt cho sức khỏe và bạn có thể hoàn toàn sử dụng và yên tâm về vấn đề đó, nhất là chúng ta đang bị bệnh cường giáp. Chế độ ăn uống đã rất khắc khe rồi, cho nên là muốn bổ sung collagen thì hãy uống collagen chất lượng nhất, và hãy bổ sung collagen dạng peptide hay còn gọi là collagen thủy phân để giúp bạn hấp thu tối đa hàm lượng collagen vào bên trong cơ thể, giúp bạn duy trì một nét đẹp trên làn da và giúp bạn luôn tươi tắn mỗi ngày, hay đơn giản là giữ gìn một nét đẹp tuổi thanh xuân. Nguyên uống Orinel Collagen là một trong những dòng sản phẩm được khuyến khích sử dụng cho tất cả mọi người về tính an toàn hiệu quả mà sản phẩm đó mang đến. Tại sao Trang luôn nói Orinel Collagen mà không phải bất kỳ sản phẩm khác?
Bởi vì có những ưu điểm mà Orinel Collagen làm được mà không bất kỳ dòng sản phẩm collagen nào trên thị trường đáp ứng được điều đó. Thứ nhất, đây là dòng sản phẩm đến từ công ty dược phẩm Tâm Nhất, là một trong những công ty dược hàng đầu tại Việt Nam, là đối tác của hơn 20 bệnh viện lớn trong cả nước. Orinel Collagen là sản phẩm được sản xuất với nguồn collagen thủy phân, nhập khẩu trực tiếp 100% từ USA. Orinel Collagen đã được kiểm tra qua lâm sàng về tính an toàn, hiệu quả mà sản phẩm đó mang đến cho mọi người. Là dòng sản phẩm được kê đơn tại tất cả các bệnh viện da liễu và được bác sĩ tin dùng cho chính mình và khuyên tất cả mọi người, nếu có nhu cầu làm đẹp hay chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất thì hãy chọn Orinel Collagen là đầu tiên. Orinel Collagen được các cơ quan thẩm quyền cấp phép lưu hành về tính an toàn và hiệu quả mà sản phẩm mang đến. Vân vân và vân vân, rất nhiều những ưu điểm mà Orinel làm được mà không bất kỳ dòng sản phẩm collagen nào trên thị trường đáp ứng được những yêu cầu mà chúng tôi vừa kể trên. Vậy là các chị em phụ nữ, những ai đang bị cường giáp hoặc là những người bình thường muốn sử dụng collagen làm đẹp hay chăm sóc sức khỏe của mình một cách tốt nhất thì Orinel Collagen là lựa chọn đầu tiên cho bạn đó. Các bạn hỏi Trang rằng uống collagen bao lâu thì sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất? Các bạn thân mến, muốn đạt được hiệu quả tốt thì bạn cần phải bổ sung thường xuyên và đúng liệu trình. Hãy lặp đi lặp lại liệu trình đó để giúp cho bạn duy trì một sắc đẹp và một cái sức khỏe bên trong được tốt hơn. Liệu trình bắt đầu cho bạn là từ 3 hoặc là 6 tháng một lần. Có nghĩa là sao? Bạn uống 3 tháng, sau đó bạn ngưng 1 tháng. Hoặc là bạn uống liên tục 6 tháng, sau đó bạn ngưng 1 tháng. Và chúng ta cứ lặp đi lặp lại liệu trình như vậy để duy trì sức khỏe và sắc đẹp của chúng ta. Các bạn cứ hỏi vui rằng là uống collagen một liệu trình thấy làn da đẹp rồi ngưng có được hay không? Câu trả lời đó là bạn ngưng thì được, nhưng mà rất tiếc cho bạn. Bởi vì sao? Bởi vì tuổi tác của chúng ta ngày càng một cao hơn, sức khỏe của chúng ta cũng một yếu đi, và cơ thể của chúng ta mỗi ngày vẫn đang âm thầm giảm đi một lượng collagen thiết yếu đó. Và càng lớn tuổi thì hàm lượng collagen sẽ càng suy giảm nhiều hơn. Đặc biệt cho các bạn đó là năm 45 tuổi, collagen trong cơ thể suy giảm thì sẽ không bao giờ tái sinh lại nữa. Cho nên bạn muốn đẹp, bạn muốn duy trì một sức khỏe tốt nhất thì Orinel Collagen là lựa chọn đầu tiên cho bạn, và hãy thực hiện đúng như những gì Trang nói. Bên cạnh đó thì chế độ ăn uống khoa học, đầy đủ các chất dinh dưỡng, hạn chế stress, uống đủ nước trên một ngày, tập luyện thể dục thể thao thường xuyên và giữ cho tinh thần thoải mái, ngủ đúng giờ là một trong những yếu tố quyết định sự tươi trẻ và sức khỏe cho bạn. Nếu như tất cả các bạn thấy video Trang chia sẻ ngày hôm nay về những người bú cổ có nên sử dụng collagen hay không, và các bạn thấy video này có ích cho bạn thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Và đừng quên đăng ký kênh của Trang để bạn nhận được những video sớm nhất từ Trang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.